Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong bài thứ 27 của loạt bài nghiên cứu sách Ephesos. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau đoạn 2, câu 8 và câu 9. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải với việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ một điều rất đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, đây cũng là một điều rất khó hiểu đối với nhiều người. Vì chúng ta biết về giá trị của sự cứu chuộc, nhưng cùng những đặc quyền dành cho người được cứu chuộc. Theo lẽ thông thường, chúng ta sẽ hỏi rằng làm sao để có thể được, hoặc là tôi phải trả cái gì để được những cái điều quý giá đó. Mục đích Sứ đồ Phaolô nhắc lại điều này để các tín hữu ở tại Ê-phê-sô không ngộ nhận về chính mình. Trong câu kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy có hai điều rất quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi. Rất đơn giản, điều thứ nhất đó là sự cứu rỗi là ân điển. Trong đoạn 2 câu 5, Sứ đồ Phaolô cũng nhắc, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Để nói lên một sự ban cho nhưng không của chính Đức Chúa Trời. Đây là một món quà miễn phí từ chính Ngài. Chúng ta tự hỏi rằng tại sao Chúa lại cho chúng ta một điều rất giá trị mà lại không có đòi hỏi chúng ta một cái gì hết. Nhưng trong đầu đoạn 2, Sứ đồ Phaolô cho chúng ta có cái nhìn về quá khứ. Chúng ta thấy cái quá khứ của mình không thể đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời được. Vì Sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta có một quá khứ tội lỗi. Vì vậy, cách duy nhất để Chúa ban cho chúng ta những điều quý giá ở trong Ngài, đó là Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Bởi lòng nhân từ, bởi ân điển rất lớn của Ngài mà thôi. Vì nếu Ngài đòi hỏi chúng ta một điều gì đó từ nơi chúng ta, thì có lẽ rằng tôi và quý vị, tất cả chúng ta không ai có thể đáp ứng được. Vì vậy, điều quan trọng, cơ bản, sự cứu rỗi chỉ là ân điển. Không phải do chính chúng ta xứng đáng, không phải vì chúng ta có gì, nhưng Sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta lại một lần nữa, ấy là nhờ ân điển. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, sự cứu rỗi được nhận bởi đức tin. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Từ ngữ đức tin ở đây cho chúng ta biết rằng đó không phải là một niềm tin mù quáng, cũng không phải là một sự chấp nhận cách thụ động, nhưng là một đức tin sống động, có hành động vì nhận ra mình không thể làm gì hết để có thể giải quyết tội lỗi. Và cách duy nhất đó là đặt toàn bộ đức tin của mình trao cho Đức Chúa Trời. Đó là một đức tin, một người phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, vì biết rằng ngoài Chúa, không ai có thể giúp mình giải quyết tội lỗi. Và mình cũng không thể cố gắng để có thể giải quyết được tội lỗi đó. Một trong những lẽ thật thường bị hiểu lầm nhất trong câu kinh thánh này, khi chúng ta chia sự cứu chuộc ra làm hai phần, phần của Chúa là ân điển, phần của chúng ta là đức tin. Tuy nhiên, chúng ta cũng đọc phần tiếp theo của câu kinh thánh này để có hiểu rất rõ ràng. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, khi tôi đọc câu kinh thánh này, thật sự làm cho tôi cảm động vô cùng. Vì chúng ta hiểu rằng đức tin cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trong đầu đoạn 1, Sứ đồ Phaolô đã nhắc cho Thánh Chúa tại Ê-phê-sô rằng Đức Chúa Trời chọn chúng ta, Ngài tìm và cứu chúng ta. Có nghĩa rằng đức tin của chúng ta cũng đến bởi sự ban cho của chính Ngài. Điều này làm cho tôi và quý vị sẽ phải cảm tạ Chúa. Vì trong hơn 90 triệu người Việt Nam, tôi và quý vị đã kinh nghiệm đức tin ở nơi cứu Chúa Giê-xu. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, chúng ta luôn phải nhớ điều này. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Chúng ta thử thắc mắc rằng tại sao
sứ đồ Phaolô lại nhắc đến chữ khoe mình ở đây, thưa quý vị. Tuy nhiên, chúng ta thấy một điều, trên hành trình theo Chúa, có lẽ rằng nhiều người có một xuất phát điểm rất tốt, nhưng về lâu về dài ở trong đức tin, đôi lúc chúng ta lại nghĩ rằng mình có lẽ mình làm quá nhiều điều cho Chúa rồi. Mình có quá nhiều công trạng cho hội thánh của Chúa. Mình giữ những chức vụ cao ở trong hội thánh của Chúa, làm cho hội thánh của Chúa phát triển, vân vân. Và mình nghĩ rằng có lẽ rằng nhờ như vậy, vì như vậy mà Chúa phải cứu mình. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc tôi và quý vị qua câu kinh thánh này: ấy chẳng phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe mình. Xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta thấy rằng sự cứu chuộc và đức tin của chúng ta có được ở nơi Chúa là nhờ sự ban cho của Ngài. Và mọi việc làm của chúng ta cho công tác của nhà Đức Chúa Trời cũng là bởi sự mở đường của Chúa, để chúng ta không khoe mình, chúng ta không tự hào, chúng ta không có một cái tinh thần tự mãn vì có những gì mình đã làm cho Chúa. Hầu cho chúng ta luôn khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Vì cớ chúng ta thấy rằng cái quá khứ của tôi và quý vị không xứng đáng. Chúng ta có tội ở trước mặt Chúa và chúng ta được cứu ở trong danh của Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị luôn khiêm nhường, hạ mình ở trước mặt Chúa để biết ơn Chúa và phục sự Ngài trong suốt cuộc đời của mình. Trong tinh thần đó, chúng ta lại càng kết quả nhiều hơn cho Ngài nữa. Nên sứ đồ Phaolô nhắc điều này vì cớ rằng nhiều tín hữu ở tại Ê-phê-sô có lẽ họ tin Chúa lâu năm và họ nghĩ rằng vì họ có những điều đã làm cho hội thánh của Chúa, đóng góp cho nhà Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng họ hơn những tín hữu mới gia nhập. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc các tín hữu Ê-phê-sô, nhắc tôi và tất cả chúng ta qua những câu kinh thánh này để chúng ta thấy rằng xin chúng ta đừng khoe mình, hãy hạ mình ở trước mặt Chúa. Vì đức tin của chúng ta, những điều tốt đẹp về giá trị của sự cứu rỗi, chúng ta nhận ở trong danh của Chúa Giê-xu. Đó là sự ban cho nhưng không của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta, tôi và quý vị, chúng ta biết ơn Chúa, hạ mình, khiêm nhường để phục vụ Ngài. Ai trong vòng chúng ta đang có những điều mà chúng ta cảm thấy tự hào, có những huân chương mà chúng ta đang gắn ở trên ngực áo, xin Chúa cho chúng ta cúi mình ở trước mặt Chúa để biết ơn Ngài và chúng ta phục vụ Chúa càng kết quả hơn nữa. Giờ này chúng ta để thời giờ cầu nguyện khi chúng ta học hỏi câu kinh thánh này. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con thấy đức tin của chúng con có được ở nơi Chúa cũng do chính Ngài ban cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì trong Ngài chúng con đã có rất nhiều điều. Xin Chúa đừng để những điều mà chúng con làm cho Chúa trở nên những điều mà chúng con tự hào. Chúng con cảm thấy mình làm quá nhiều điều cho Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con khiêm nhường, hạ mình ở trước mặt Chúa. Không ai cho chúng con dám lên mình khoe khoang về những gì mình đã làm cho Ngài, vì Ngài đã làm tất cả cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con hầu việc Chúa, phục vụ Ngài ở trong tinh thần hạ mình, khiêm nhường. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Có điều gì đang làm chúng con kiêu ngạo, xin Chúa đánh hạ để giúp cho chúng con trở lại ở trong sự phục vụ một cách khiêm cung ở trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin nhập kính chào toàn thể quý vị và các bạn.